Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 tổ chức kỳ họp giao ban thứ 7 với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cầu nối hữu hiệu giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền các cấp. Người dân bị thiệt hại bởi đợt bão lũ vừa qua mong mỏi có các chính sách hỗ trợ về tín dụng để tái sản xuất. Ngay đầu năm học mới, một số địa phương phải khắc phục tình trạng thiếu giáo viên bằng các giải pháp tình thế. Sáng nay tại huyện Ân Thi, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 7. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 8 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân hai cấp, cấp tỉnh, cấp huyện ở Hưng Yên đã chủ động đổi mới, cải tiến cách thức hoạt động, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của địa phương và đạt được kết quả quan trọng được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Phát biểu đề dẫn cho chủ đề thảo luận một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát, theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Xuân Tiến cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã thực hiện tốt trách nhiệm trong tổ chức tiếp công dân thường kỳ và đề xuất theo quy định. Mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo ngày càng gắn kết hiệu quả, hạn chế sai sót, kịp thời xử lý các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhất là vụ việc đông người mới phát sinh. Công tác giám sát, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện nghiêm túc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, Thường trực Hội đồng nhân dân hai cấp trong tỉnh cần tập trung hoàn thành 100% chương trình hoạt động năm 2024 và triển khai các nhiệm vụ khác theo kế hoạch yêu cầu công tác. Triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương của tỉnh về công tác cán bộ, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ cung cấp, ra soát, thực hiện công tác điều động, luân chuyển, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với chủ đề được thảo luận tại hội nghị, đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cơ quan thanh tra, Ban tiếp công dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp đầy đủ thông báo kết luận tiếp công dân, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo và các nội dung có liên quan về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ngay sau khi ban hành để phục vụ tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp. Về cái hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận xử lý khiếu nại đơn thư tố cáo thì là cũng phải phân tích là những cái gì mà kiến nghị của công dân nơi mình tiếp xúc cử tri mà mang tính chất đề xuất về chủ trương chính sách hoặc quyền lợi của cá nhân thì chúng ta có thể trên tinh thần là yêu cầu cấp có thẩm quyền hoặc đơn vị có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể. Vấn đề chủ trương chung thì chúng ta phải có một cái chương trình, ví dụ cơ chế chính sách. Người ta kiến nghị về cơ chế chính sách cho thủy lợi chẳng hạn, hoặc vấn đề môi trường ở địa phương đang phức tạp, hoặc vấn đề an ninh. Tuy nhiên về đấy nhưng mà việc cụ thể thì phải đến một cơ quan nhất định, chứ không phải là chúng ta tập hợp đến xong rồi chúng ta lại một khâu nữa để chuyển tiếp. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trong những tháng cuối năm cần tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công năm 2024. Năm 2024 này là chính phủ giao chúng ta cái vốn đầu tư công mà yêu cầu chúng ta thực hiện đầu tư công trên địa bàn chúng ta là rất lớn. Thì đề nghị các đồng chí cái này thì chúng ta phải phối kết hợp vừa cấp ủy, vừa hội đồng nhân dân, vừa ủy ban nhân dân và đặc biệt những là đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu để đôn đốc chúng ta thực hiện. Vừa là tìm nguồn vốn để chúng ta làm sao điều chỉnh những công trình có khả năng hấp thụ được nguồn vốn cao hơn từ cái chỗ mà không hấp thụ được. Để chúng ta điều chuyển, vì điều chuyển đi thì chúng ta vẫn giữ lại một phần, không phải điều chuyển hết, mà sang năm gối tiếp anh có khối lượng chúng ta lại bố trí tiếp một cục, làm sao cái vốn đầu tư công chúng ta giải ngân cho nó hiệu quả. Sáng nay tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 3 tổ chức bế mạc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp gắn với động viên quân nhân dự bị tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 126 bắn đạn thật cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên năm 2024. Sự bế mạc về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 3, cuộc diễn tập cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên năm 2023 đã hoàn thành kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ huy điều hành đảm bảo toàn diện, chặt chẽ, khoa học, tập trung, thống nhất. Công tác chuẩn bị văn kiện, trang bị vũ khí, lực lượng đầy đủ, chú đáo, xây dựng triển khai sở chỉ huy cấp tốc đảm bảo đủ thành phần. Công tác chuẩn bị và thực hành tác chiến, vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận phù hợp điều kiện thực tiễn của lực lượng vũ trang tỉnh. Các cơ quan đơn vị tham gia diễn tập thực binh đúng nguyên tắc sát thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trước đó, tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 126 đã diễn tập thực binh bắn đạn thật với đề mục tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 2004. Sau 20 năm đi vào hoạt động, Hiệp hội luôn phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, là nơi kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 1.500 hội viên đang sinh hoạt ở 10 hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và 8 hội làng nghề, ngành nghề. Trải qua 20 năm hoạt động, các doanh nghiệp trong hiệp hội có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội các địa phương trong tỉnh, tạo nhiều công việc làm cho người lao động và nộp ngân sách nhà nước. Kết quả đạt được còn thể hiện trên các lĩnh vực xây dựng tổ chức, phát triển hội viên mới, xúc tiến thương mại, tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý doanh nghiệp về lĩnh vực tài chính, thuế, hoạt động xã hội vì cộng đồng và nhiều lĩnh vực khác. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 10 tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra nhiều hoạt động, lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nhân doanh nghiệp, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, diễn đàn hợp tác liên kết và phát triển doanh nghiệp phía Bắc lần thứ 15 thu hút 30 hiệp hội và các doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc tham dự. Sáng nay, tại huyện Văn Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Hưng tổ chức lễ khởi công xây dựng quỹ sản phẩm đặc biệt tại dự án Vaquarius. Dự án có quy mô trên 7 hectare, nằm trên trục đường DT379, đối diện Trung tâm Chính trị Hành chính huyện và thuộc vùng lõi của thành phố Văn Giang trong tương lai. Dự án nằm tiếp giáp các khu đô thị và trong vùng tập trung nhiều đại đô thị lớn như Eco Park, Vinhome Ocean Park 2 và 3, tổng mức đầu tư dự án 2.500 tỷ đồng. Các sản phẩm bao gồm nhà liên kề, nhà biệt thự song lập, nhà phố thương mại kết hợp để ở và căn hộ chung cư cao tầng. Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Hưng với cái tên gọi là Vaquarius là một cái dự án rất là cao cấp, có vị trí đất địa ngay trung tâm huyện Văn Giang và nằm giữa quần thể kế bên tất cả những dạng của những cái khách hàng chủ đầu tư rất là lớn như là Eco Park, như Dream City của Vingroup hay là dạng của Masterai. Thì một cái dạng có một vị trí rất là đắc địa và một cái yêu cầu rất là cao, thì đòi hỏi chúng tôi phải rất là nỗ lực để tập trung để làm chất lượng cao nhất, và cái đặc biệt quan trọng nhất là cam kết đưa dạng đúng tiến độ. Trong lễ khởi công ngày hôm nay, chúng tôi đã khẳng định Vaquarius là một dự án có chất lượng và uy tín bằng việc là cam kết với khách hàng sản phẩm chất lượng và tiến độ. Chúng tôi đã lựa chọn những nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam. Central là một tập đoàn xây dựng, một trong ba tập đoàn lớn nhất Việt Nam, và có những cái cam kết mạnh mẽ về chất lượng và tiến độ, đảm bảo khách hàng có được những cái sản phẩm tốt như chúng tôi cam kết. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là dự án thành công xứng đáng với kỳ vọng của khách hàng và công ty chúng tôi. Theo kế hoạch, các sản phẩm nhà thấp tầng sẽ bàn giao cho khách hàng vào năm 2025. Căn hộ nhà cao tầng hoàn thành vào năm 2026. Với vị trí đắc địa và đa tiện ích sử dụng, dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy mạnh đô thị hóa, thu hút cư dân về sinh sống, thúc đẩy hoạt động thương mại, phát triển kinh tế huyện Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Trong trận lũ sau bão số 3, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên bị ngập sâu và dài ngày. Sau khi lũ rút, nhiều diện tích đất nông nghiệp khu vực giáp sông bị sạt lở. Đặc biệt, có đoạn đường giao thông nội đồng đi qua khu vực thôn Hà Châu bị sạt lở gây hư hỏng nặng. Theo ghi nhận, đoạn đường giao thông nội đồng gần 100 mét của xã Hoàng Hanh đi qua địa phận đất nông nghiệp thôn Hà Châu có phần đường bê tông bị sạt lở xuống sông gây đứt gãy giao thông, không thể khắc phục. Những đoạn chưa sạt lở gần đó cũng đã bị dòng nước xoáy sâu, không còn đảm bảo an toàn. Bước đầu, chính quyền xã Hoàng Hanh cũng đã có khảo sát và đang tìm phương án xử lý.
Với cái việc khắc phục thì chúng tôi trước mắt là cũng khắc phục bằng cái nè đường đất để tạo điều kiện bà con đi lại khi sản xuất. Chứ nếu để khắc phục lại nguyên hiện trạng, chúng tôi sẽ đề nghị Ủy ban tỉnh cũng như Ủy ban thành phố và các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ địa phương để khắc phục lại cái tuyến đường này, làm sao nó đảm bảo việc đi lại cho bà con sản xuất trong vùng canh tác. Sau cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão, các vùng trồng cây ăn quả của huyện Yên Mỹ bị thiệt hại nặng. Khắc phục khó khăn ấy, nông dân huyện Yên Mỹ đang tập trung khôi phục sản xuất. Đợt mưa lũ vừa qua làm 2,7 mẫu bưởi và cam đường canh trên chục năm tuổi của gia đình chị Mấn bị ngập úng. Trong khi đó, trước đây, trung bình mỗi năm, vườn cây này cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Trận mưa lũ vừa qua làm toàn bộ diện tích quả bị rụng, nhiều cây bị hỏng. Để cứu vãn thiệt hại, ngay sau khi nước rút, gia đình chị Mấn bắt tay vào dọn vườn và đợi mặt ruộng khô sẽ tiến hành chăm sóc. Gia đình nhà tôi cũng để coi là nước nó rút cạn, còn cây nào phục hồi được thì gia đình tôi cũng tỉa bớt cành cây đi, tưới kích và dùng mọi biện pháp để cho bộ rễ nó hồi phục lại được. Mưa lũ đã làm 1.500 hectare cây ăn quả của huyện Yên Mỹ bị ảnh hưởng, tập trung tại các xã Hoàn Long, Yên Phú, Minh Châu, Việt Cường, Yên Hòa. Trong số đó, hầu hết diện tích bị rụng quả, nhiều diện tích cây bị héo chết. Để khôi phục sản xuất, cơ quan chuyên môn của huyện Yên Mỹ tập trung hướng dẫn nhân dân biện pháp chăm sóc, khôi phục lại cây trồng có khả năng hồi phục. Huyện cũng chỉ đạo tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê tình hình thiệt hại ở từng địa phương để từ đó có kế hoạch hỗ trợ bà con nông dân giống vốn, khôi phục lại sản xuất. Nhiều diện tích bưởi cam ổi đến ngày cho thu hoạch thì nay đã hư hỏng. Hiện bà con nông dân đang tập trung dọn tàn dư quả cây trồng bị gãy đổ, tiến hành vun gốc, phun phòng trừ kích rễ cho những cây trồng bị long gốc và chờ cây hồi phục sẽ tiến hành các biện pháp chăm sóc để cây trồng nhanh ổn định trở lại. Tuy nhiên, hiện nhiều diện tích đất vẫn chưa khô nên nông dân chưa thực hiện vì sợ làm tổn thương cây. Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, cũng như các địa phương khác trong tỉnh Hưng Yên, người dân huyện Khoái Châu đang mong muốn được hỗ trợ các chính sách về tín dụng để tái sản xuất. 1,2 mẫu bưởi, hơn 1 vạn quả và ao nuôi 33 của gia đình bà Khảm trở nên tan hoang sau bão lũ như thế này. Bà đang rất mong chờ các chính sách hỗ trợ tín dụng để có thể khôi phục lại sản xuất. Vốn thì không có, phải đi vay ngân hàng mấy trăm triệu nhưng mà bây giờ không thu lại được, mất hết. Thì bây giờ mong các cấp, các chính quyền địa phương ủng hộ cho chúng tôi cái tiền bão lụt. Năm nay anh Cường, vùng trồng quất cảnh xã Bình Minh trồng được hơn 8.000 chum quất cảnh, ước thu khoảng 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, bão lũ đã làm anh trắng tay. Có nhiều hộ tại làng nghề quất cảnh Thiết Trụ vay hàng tỷ đồng đầu tư quất cảnh cho dịp Tết cũng bị thiệt hại nặng nề. Nguồn lực là vay của chính sách xã hội và ngân hàng của ủy ban là khoảng 300 triệu. Đấy thì cũng mong là tới đây là các cấp các ngành cùng bên ngân hàng hỗ trợ giúp đỡ cho không những tôi mà nhân dân bà con của xã Bình Minh khôi phục lại cái kinh tế và giảm bớt cái lãi suất hoặc là cái khoanh nợ lại cho nhân dân để nhân dân khắc phục lại cái hậu quả sau trận bão và trận lũ lụt vừa rồi. Vay vốn thì hiện nay là ở cụm 7 này là có 12 trường hợp vay vốn của ngân hàng chính sách. Thiệt hại thì nhìn chung là hầu như là đến 90% là bị thiệt hại. Là các loại cây trồng vì không những bão mà lại còn lụt. Do vậy là ngập và hỏng hết. Thì cũng đề nghị các cấp là xem xét hỗ trợ cấp vốn để cho các hộ tái sản xuất. Ngay sau bão lũ, các hộ dân ở huyện Khoái Châu đã chủ động xuống đồng, phá bỏ những diện tích cây hư hỏng, khôi phục các diện tích còn lại và tiếp tục tái tạo sản xuất. Theo thống kê, đến nay toàn huyện Khoái Châu ước thiệt hại trên 1.100 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về nông nghiệp ước trên 990 tỷ đồng. Thời điểm này, các chính sách miễn giảm, hoãn giãn nợ và tiếp tục hỗ trợ cho vay vốn sẽ là phao cứu sinh giúp người nông dân phục hồi sản xuất. Nhằm hỗ trợ những khách hàng sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên chưa thực hiện thu lãi tiền vay đối với những khách hàng bị thiệt hại đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Theo đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tổ tiết kiệm và vay vốn, rà soát khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão. Qua thống kê sơ bộ của các đơn vị huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến nay có hơn 6.500 khách hàng với tổng dư nợ bị thiệt hại khoảng hơn 380 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,7% tổng dư nợ toàn tỉnh do hậu quả của cơn bão số 3 và lũ gây ra. Trong đó, nhiều khách hàng vay vốn thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như nuôi trồng thủy sản, trồng cây cảnh, cây ăn quả, hoa màu bị mất vốn, tài sản. Trước những khó khăn đó, thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên chưa thực hiện thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Chiều nay, công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina đang hoạt động tại khu công nghiệp Phố Đối A trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và Quỹ cứu trợ tỉnh để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 cùng mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đại diện công ty mong muốn sự ủng hộ này sẽ góp phần hỗ trợ người dân Hưng Yên khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Tính đến hết ngày 26 tháng 9, Ban vận động Quỹ cứu trợ tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận số tiền hơn 41 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương. Sự ủng hộ của các tỉnh bạn và nguồn ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Năm học này, huyện Kim Động có trên 28.000 trẻ mầm non, học sinh ở hơn 860 lớp và nhóm lớp. Trên cơ sở thực trạng và chỉ tiêu biên chế tỉnh giao, huyện Kim Động còn thiếu gần 200 biên chế giáo viên các cấp học. Trong đó, nhiều nhất là bậc học mầm non còn thiếu 118 cán bộ quản lý giáo viên, bậc tiểu học thiếu 44 giáo viên và trung học cơ sở thiếu 31 giáo viên, chủ yếu là ở các bộ môn đặc thù như tiếng Anh, tin học, thể dục, âm nhạc. Để khắc phục, ở bậc học mầm non, hầu hết các nhà trường đều phải dồn lớp. Trung bình chỉ có 1 cô trên lớp, nhà trẻ khoảng 1,5 cô trên lớp, thiếu nhiều so với định mức. Bộ quy định đối với bậc tiểu học và trung học cơ sở phải điều động dạy tăng cường giữa các nhà trường. Về lâu dài, vẫn cần trình các cấp có thẩm quyền tăng chỉ tiêu tuyển dụng cho ngành giáo dục. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban huyện thì vào đầu năm học thì chúng tôi cũng yêu cầu các trường là rà soát số lớp, số học sinh và xây dựng kế hoạch biên chế số lớp, số học sinh, chỉ đạo các trường là sắp xếp các cái phòng học mà đảm bảo theo cái quy định, phối hợp chặt chẽ với phòng nội vụ để tham mưu Ủy ban huyện điều chuyển giáo viên từ trường thiếu ít về trường thiếu nhiều, đặc biệt là ưu tiên cho các cái môn đặc thù, và tích cực tham mưu với Ủy ban huyện trong cái việc mà bố trí sắp xếp nhân viên viên chức hành chính theo cái quy định để tuyển dụng và làm giáo viên, cũng là một cái biện pháp bổ sung cho ngành giáo dục Kim Động theo kế hoạch số 209 của tỉnh. Tình trạng thiếu giáo viên tồn tại nhiều năm nay ở các bậc học trên địa bàn huyện Phù Cừ. Ngay những ngày đầu năm học mới 2024-2025, địa phương và các nhà trường phải triển khai một số giải pháp tình thế để khắc phục tình trạng này. Trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Đa đầu năm học mới 2024-2025 đón khoảng gần 750 học sinh. Đặc biệt, ở khối tiểu học có tới trên 420 học sinh mà chỉ có 12 giáo viên đứng lớp giảng dạy. Theo định mức giáo viên trên lớp của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì trường còn thiếu khoảng 6 giáo viên nữa. Giải pháp tạm thời đó là vận động các cô giáo là sẽ làm tăng giờ. Đấy, có những cô mà một tuần có thể tăng thêm 7 đến 8 tiết. Đấy, cho nên là rất là vất vả cho các cô. Nhưng tuy nhiên là với cái tinh thần thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông, chúng tôi cũng sẽ cố gắng vận động các cô để các cô thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Khối mầm non là bậc học thiếu giáo viên nhiều nhất trên địa bàn huyện Phù Cừ với gần 70 giáo viên nữa, như trường mầm non Trần Cao, mầm non Tiên Tiến, mầm non Đỉnh Cao. Nhiều lớp có 2 giáo viên đã phải gộp trẻ và tình trạng chỉ có 1 giáo viên đứng lớp đã làm ảnh hưởng tới quá trình trông nom trong nhà trẻ của nhiều trường mầm non. Độ tuổi trẻ bé đấy, thì chúng tôi bố trí là 2 giáo viên trên lớp, và còn mỗi giáo sĩ số ít hơn ấy thì cũng mới đảm bảo được 1 giáo viên trên lớp. Những lớp mà có 1 giáo viên trên lớp ấy, chăm sóc giáo dục trẻ rất là khó khăn, bởi vì cô có 1 cô trên lớp mà như ở nhà trông 1 cháu còn vất vả, mà đây là 1 cô mà 20 hoặc là đến 25 cháu đấy thì rất là vất vả. Tại 3 bậc học, huyện Phù Cừ còn thiếu gần 110 giáo viên. Ngoài bậc mầm non thì bậc tiểu học còn thiếu 30 giáo viên, bậc trung học cơ sở còn thiếu 10 giáo viên. Trong đó, đặc biệt thiếu giáo viên bộ môn như tiếng Anh, tin học. Huyện Phù Cừ đã lên kế hoạch để tuyển thêm giáo viên. Ngoài ra,
khuyến khích các trường mầm non linh hoạt điều động giáo viên giữa các lớp. Các nhà trường tiểu học và trung học cơ sở thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, giúp một giáo viên có thể dạy nhiều môn học. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.